Xin chào anh em đang xem video trên kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhé. Đây thì vận chuyển hàng lên xe, em quay một đoạn video ngắn để anh em cùng xem. Đây là hàng của anh Sĩ ở Nghệ An nhá. Rồi, anh Sĩ xem được video này thì comment phía dưới cho em ạ. À, đây là vận chuyển bằng xe ba chân anh em. Cây rất là to này, hai người kiêng lặc lè luôn anh em. Ở trên chúng em thì bây giờ là đang mưa, thời tiết rất là lạnh mà anh em cũng rất là nhiệt tình để chuyển cây đến cho anh em nhé. Đây em quay lại cam trước để em dô cái mặt em ra em chào anh em này. Ê anh Sĩ, hàng của anh thì em bốc lên xe rồi nhá. Chưa xong mà anh em vẫn đang bốc. Tại vì là trời mưa nên là cũng phải đợi nó tạnh xíu thì anh em mới vận chuyển lên xe được. Anh em nếu như mà ai xem được cái video này mà anh em muốn chơi những cái cây đào cảnh Tây Bắc hoặc là anh em đơn vị sỉ nhá, kết nối với em qua số điện thoại màn hình. Ở bên chúng em có bao vận chuyển trên toàn quốc cho anh em nhé. Thì nếu như anh em mà vận chuyển bằng kể cả xe ba chân hoặc xe đầu kéo thì chúng em đều đi hết ở tất cả các tỉnh thành nhá, các anh em đơn vị sỉ. À, bên em thì chủ yếu là đào phai, đặc biệt là ở miền Tây Bắc chúng em thì có một cái khí hậu rất là thuận lợi, cái cây đào nó mốc tự nhiên anh em đấy, đào phai rất là đẹp luôn nhá, vận chuyển cho anh em rất là đảm bảo đấy. Cái bầu cây kìa, đó, vườn chúng em trồng là đã quấn một lớp lưới hoặc là một lớp bao nên là rất là đảm bảo. Đây em quay lại cái đây. Đấy, thì nên là kể cả anh em ở tỉnh xa nhá, ở các tỉnh thành xa thì các anh em không phải lo về cái vấn đề là vận chuyển xa đâu anh em nhá. Đấy, vận chuyển thì đã có nhà xe rồi. Đó, còn riêng về những cái bầu cây này thì kể cả anh em đi đến đâu cũng thế, cái bầu cây rất là đảm bảo nên là anh em hoàn toàn yên tâm ạ. Thì trên đây em quay một đoạn video ngắn để giới thiệu với anh em về quá trình mà chúng em sắp xếp hàng lên xe cho anh em để vận chuyển đi các tỉnh thành cho anh em. Anh em ai có nhu cầu chơi cây đào cảnh Tây Bắc hoặc là những đơn vị sỉ thì liên hệ với em nhé, qua số điện thoại Zalo em có để trên góc màn hình ạ. Cuối video rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn like và đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà hàng ngày chúng em đăng tải lên ạ. Bây giờ xin chào và gặp lại anh em.